Trời ơi. Trời ơi, luôn. Trời. Hai em, trời ơi, Justin. Sợ luôn. Trời ơi, bắt tay các em. Trời ơi, tiền. Công nhận ha, dạo này em bao nhiêu lâu không gặp luôn á, râu vẫn vậy ha. Vậy thôi, nó biết tiền. Bao nhiêu lâu gặp lại em vẫn lùn ha. Cái gì vậy? Ủa, sao vậy? Anh ơi, anh ơi. Em khỏe không? Lâu không mới gặp anh. Em đừng làm vậy, nhớ lưng tôi. Tiền lùn mới là cái tội. Đúng. Đúng rồi, mà vô duyên mới là cái tội. Trời, chị ai á? Chị ai đâu á? Thiệt á, ai đâu á. Ngày hôm nay cho em quay xuống khác được không anh? Sao vậy? Số này toàn MC hoạt ngôn thông minh, em sợ chơi không được. Em nhiều khi ngây thơ hồn nhiên trong sáng cũng là một chiến thuật. Yeah. Đó, yeah, không biết okay. Gì cũng chơi thắng. Dạ, yeah, sẵn sàng. Chú Quyền Thanh sao em? Ở nhà thì em có ở chồng thôi, nhưng mà em nghĩ sau cái trò chơi này em sẽ được nhiều chồng. Nhiều chồng nha. Thì chinh cô lên, chinh cô lên. Ủa vậy? Ủa vậy? Ủa vậy? Ủa vậy? Ủa vậy? Ủa vậy? Ủa nhà gia đình dòng họ mà chơi áp lực người ta, làm sao người ta chơi được mấy cái trò chơi tâm lý này. Bớt nói lại là nhanh hơn. Bớt nói lại là nhanh hơn luôn. Thiệt luôn nhất. Ê, là một tay nào một tay. Cầm tay đó một tay thôi. Đúng, từ từ thôi. Wow. Chú Quyền Thanh đi kìa. Trời ơi, bình tĩnh anh ơi, cho em về lại với vợ em nha. Thôi đi, em đừng có hai mang vậy. Yes, quay trở lại luôn. Yes, bình tĩnh lấy ba cái ly ra trước luôn. Chồng người nha, em được một chồng người nha. Chồng ba cái ly lên trước luôn đó. Em nghĩ là bên đây có gió. Không được tự tin kiêu ngạo nha. Hay quá Trinh ơi, mà sao nó cũng bị lật một cái thôi. Chứ cố lên, còn 45 giây nữa, cố lên Trinh ơi. Rồi, y chang như vậy, y chang vậy luôn. Thanh, chú Huyền Thanh đã sử dụng chiến thuật thăng bằng của một model chuyên nghiệp. Đấy. Chết rồi. Hai ai nghỉ đi. Yeah. Lên. Chơi giùm chú nha. Trời ơi, chú nha. Trời ơi, chú nha. Nhanh lên. Trời ơi, tin được không? Tin được với em. Trời ơi. Chú Huyền Thanh có nhiều chồng là có hơn một chồng. Mình là mo đồ, mình là mo câu. Còn 15 giây em ráng thăng bằng cái này nữa thôi, 15 giây. Trời ơi, bình tĩnh y như cũ. Em không chơi nữa. 7, cố lên chị ta. Chơi cho tận cùng đi. Quá hay nhưng mà không sao. 3, hết thời gian. Trước tiên tôi sẽ được chúc mừng cho đội trưởng số 2 là chú Nguyên Thanh. Và tôi xin được chúc mừng cho những ai phải hít đất bây giờ. Tèm đâu mà ba cái trò này. Dạ, không dạ, sao dạ, em đâu làm em đâu chiến thắng gì. Cái... không sao. Ê, thôi à, bên đây là nãy không có bắt vợ mình là bắt Trinh. Đúng rồi, vô. Dạ. 1 2 3 4 5 rồi nghỉ đó. Ủa, bên đây chơi game hết đất chơi khỏe quá. Bên đây người ta quá khỏe luôn, người ta là 5 cái 1 à. Em cần massage được không? Bây giờ mày đau chuột quá. Đau chuột quá. Đúng rồi. Mới có 5 cái mà đau chuột. Bây giờ tôi sẽ ủng hộ cho cậu.